quý vị và các bạn, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 2018 tại khách sạn La Thành Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự đại hội có 312 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 6.000 hội viên thuộc các quận, huyện hội và chi hội trực thuộc. Đại hội kỳ này đã hoàn thành những nội dung chính như thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 9 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 10 2018-2023, khen thưởng những tập thể đã có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 9 vừa qua và đặc biệt bầu ra ban chấp hành mới gồm 38 ủy viên cùng 3 ủy viên kiểm tra. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bộ diễn biến của Đại hội ngày 27 tháng 9, 2018. File âm thanh được ban biên tập thực hiện trực tiếp tại Đại hội. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chương trình đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố lần thứ 10 xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức đại hội xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội chuẩn bị nghi lễ chào cờ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị đại hội dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, được sự đồng ý của cơ quan thuộc Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội Người mù thành phố long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10 2018-2023. Bắt đầu ngày làm việc thứ hai, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức đại hội xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, chúc đại hội thành công rực rỡ. Đại hội của chúng ta ngày hôm nay rất vui mừng được đón sự hiện diện, sự quan tâm chỉ đạo và động viên của các cơ quan đảng, chính quyền thành phố và Trung ương Hội Người mù Việt Nam, các tỉnh thành hội bạn và đặc biệt đại biểu được triệu tập có mặt đầy đủ, cho phép tôi trân trọng giới thiệu với đại hội các vị khách quý. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam.
đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù Việt Nam. Đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam. Đồng chí Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng. Đến dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người mù Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban ngành, Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng Hội Người mù Việt Nam, đại diện các ban của Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị trong cụm thi đua số 10, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội của thành phố, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo chính quyền các quận, huyện, thị xã, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ hội người mù thành phố các thời kỳ, các đồng chí phóng viên, cơ quan báo đài của Trung ương, thành phố đến dự và đưa tin, xin đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Về dự đại hội, xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo hội người mù các tỉnh, thành hội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Sơn La, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Giang, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Yên Bái và tỉnh Bắc Cạn. Xin nhiệt liệt đại hội chúc mừng. Xin đại hội nhiệt liệt chúc mừng về dự đại hội có 312 đại biểu chính thức, những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 6.000 người khiếm thị thủ đô đã về dự đại hội. Xin đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa đại hội, ngày làm việc thứ nhất, ngày 26 tháng 9 năm 2018, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 8 đồng chí. 1. Đồng chí Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người mù thành phố khóa 9. 2. Đồng chí Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố khóa 9. 3. Đồng chí Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố khóa 9. 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ khóa 9. 5. Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ khóa 9. 6. Đồng chí Nguyễn Huy Việt, Ủy viên Ban Thường vụ khóa 9. 7. Đồng chí Đặng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ khóa 9. 8. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ khóa 9. Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí. 1. Đồng chí Nguyễn Trung Thái, trưởng ban kiểm tra. 2. Đồng chí Đào Thị Lan, trợ lý Ban Lao động Sản xuất. 3. Đồng chí Vũ Hoài Yến, trung tâm dạy nghề. Trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành hội, đoàn thư ký lên làm việc. Xin trân trọng kính mời. Xin giới thiệu với đại hội có đồng chí Cao Văn Thành, nguyên chủ tịch Hội Người mù Việt Nam đã đến dự. Hôm nay ta đến với ngày hội, dâng lên ngàn bông hoa đẹp tươi.